trong hàng áo Real Madrid. Anh từng bật cao ở mức 2,93m để đánh đầu tung lưới MU với thời gian trên không là 0,73 giây. Sky Sports phân tích rằng nếu sử dụng đơn vị đo lường để so sánh với bóng rổ Mỹ thì Ronaldo đã nhảy cao hơn cả những siêu sao NBA như LeBron James của Lakers, Zach Lavine của Bulls với con số trung bình là 60-70cm. Cùng điểm lại 12 lần Ronaldo sử dụng sức bật phi thường đánh bại hàng thủ ghi bàn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Cựu cầu thủ Tony Cascarino đã từng nhận xét rằng Ronaldo ở một đẳng cấp khác so với bất kỳ ai trong lịch sử bóng đá. Những cách cậu ấy có thể đánh đầu thực sự phi thường, từ tư thế đứng cho tới những cú bật đầy sức mạnh, đè mặt hậu vệ để đưa bóng vào góc xa. Có quá nhiều cách ghi bàn và Ronaldo xuất sắc ở mọi khía cạnh. Và thực sự là như thế. Ronaldo dù trong màu áo nào cũng để lại dấu ấn đậm nét bằng những tình huống đánh đầu dũng mãnh lập công, khiến hàng thủ của đối phương phải bái phục. Ngay bây giờ là những khoảnh khắc ngôi sao người Bồ sử dụng sức bật phi thường để lập nên siêu phẩm. Với Chelsea, chung kết Champions League 2008. Năm 2008, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League sau khi cùng Manchester United vượt qua Chelsea trên chấm luân lưu ở Moscow. Trong trận chung kết đáng nhớ đó, anh góp công lớn với một cú đánh đầu tuyệt đẹp để mở tỷ số trận đấu ở hiệp 1. Cú đánh đầu quyết đoán sau đường tạt của West Brom là lần đầu tiên Ronaldo ghi bàn trong một trận chung kết Champions League. Dù sau đó CR7 thực hiện không thành công quả 11m trong loạt sút luân lưu, nhưng chung cuộc anh vẫn có chức vô địch ngọt ngào cùng Man United. Với Deportivo La Liga mùa giải 2014-2015, Real Madrid đã có một màn trình diễn đẳng cấp trong trận đại thắng khó tin 8-2 của Real trước Deportivo tại La Liga mùa 2014-2015. Đây là trận đấu Ronaldo có một hat-trick đầy ấn tượng. Trong số 3 bàn thắng mà CR7 ghi được, bàn thắng đầu tiên là đặc biệt nhất. Một tình huống bật cao đánh đầu làm rung lưới Deportivo trong tư thế cực khó ấy đã tạo nên những chỉ số khó tin. Theo số liệu phân tích từ La Liga, Ronaldo đã bật cao tới 2,6m, khoảng cách từ vị trí anh tiếp xúc với bóng tới khung thành là 11m, vị trí mà thường chỉ có những cú sút đủ lực mới có thể đánh bại được thủ môn đối phương. Hơn thế, đây lại là tình huống mà ngôi sao người Bồ bị kèm và tì đè khá chặt của hậu vệ Deportivo, nhưng tất cả chỉ để tô điểm cho pha lắc đầu đẳng cấp của Ronaldo thêm phần đẹp mắt. Với Man United, tứ kết Champions League 2012-2013. Phút 30 trận lượt đi giữa Real và MU trong khuôn khổ tứ kết Champions League mùa giải 2012-2013, Ronaldo sau khi nhận đường truyền của Di Maria đã bật cao kinh hoàng và đánh đầu tung lưới De Gea. Người theo kèm CR7 lúc đó là Evra đã chôn chân ngước mắt nhìn với lên đầy bất lực. Với Barca, chung kết cúp nhà vua năm 2011. Tháng 4 năm 2011, Ronaldo trở thành tác giả của bàn thắng vàng ở phút 103 trong trận chung kết cúp nhà vua gặp Barcelona. Ở tình huống đó, Marcelo và Di Maria phối hợp tốt bên hành lang cánh trái và Ronaldo đã có mặt đúng lúc và đúng chỗ, bật cao đánh đầu đem về bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid. 1-0 là quá đủ để thầy trò Mourinho giành chiến thắng và đoạt cúp nhà vua từ tay đại kình địch Barcelona. Đây cũng là chiếc cúp nhà vua đầu tiên kèn trắng giành được từ năm 1993. Với Wales, bán kết Euro 2016, một lần nữa Cristiano Ronaldo lại khiến làng túp cầu dậy sóng với pha bật nhảy như một vận động viên bóng rổ ghi bàn vào lưới đội tuyển xứ Wales, giúp Bồ Đào Nha giành vé vào chơi chung kết Euro 2016. Theo thống kê, siêu sao sinh năm 1985 đã có pha bật cao lên tới 2m6. Khoảng cách dậm nhảy từ mặt sân đến chân của siêu sao người Bồ Đào Nha là 0,76m. Thời gian diễn ra khoảnh khắc này cực nhanh, chỉ 0,7 giây, trong khi tốc độ đi của trái bóng thực sự khủng khiếp, 71,3 km/h. Với AS Roma, tứ kết Champions League mùa giải 2007-2008. Trở lại thời kỳ còn khoác áo Manchester United mùa giải 2007-2008 trong trận đấu tứ kết với AS Roma ở UEFA Champions League,
Ronaldo cũng đã từng khiến hàng vạn khán giả tại sân Olympico sửng sốt với pha đánh đầu dũng mãnh trên không sau đường chuyền của Sko. Pha bật nhảy sau đó cũng được các nhà thể thao so sánh với những vận động viên bóng rổ tại giải nhà nghề Mỹ NBA. Với Morey Rance, giải vô địch Bồ Đào Nha, ngày 7 tháng 10 năm 2002 trở thành ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ronaldo khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên. Đó là trận đấu giữa Sporting Lisbon và Morey Rance trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Và cú đánh đầu kỹ thuật từ quả đá phạt của người đồng đội này chính là một trong hai bàn thắng mà CR7 ghi được trong trận đấu hôm ấy. Với Parma, Serie A mùa giải 2018-2019. Tại vòng 22 Serie A mùa giải 2018-2019, Ronaldo đã có màn trình diễn chói sáng khi lập một cú đúp và một kiến tạo trước đối thủ Parma. Trong đó có cú đánh đầu sau khi chọn điểm rơi chính xác từ đường chuyền của Mario Mandzukic. Cây viết Scott Wilson của tờ Gimme Sport cực kỳ ấn tượng với bàn thắng này của Ronaldo. Cú bật nhảy của CR7 là quá ấn tượng. Simone Iacoponi chỉ nhảy cao đến vai của Ronaldo và siêu sao người Bồ Đào Nha đã dễ dàng có bàn thắng với một pha đánh đầu. Đó là thành quả của việc tập luyện không ngừng. Với Athletic Bilbao, La Liga 2012-2013. Trong tình huống này, từ quả đá phạt của Alonso, Ronaldo di chuyển lắc léo rồi bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Real. Đó là pha đánh đầu vô cùng dũng mãnh và hiểm hóc của CR7 vào lưới Bilbao ở phút 68 trong trận đấu mà Real giành chiến thắng 3 sao trước Athletic Bilbao. Với Atletico Madrid, tứ kết Champions League mùa giải 2018-2019, số 7 của Juventus được miêu tả như lơ lửng trên không sau hai tình huống đánh đầu ghi bàn và làm tung lưới Atletico tại trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2018-2019. Và đây là một trong số đó, Bernardeschi đã tạt bóng chuẩn xác để Ronaldo tì người đánh đầu dũng mãnh. Hậu vệ Joan Frank đã bị đánh bại trong pha không chiến này. Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự bất lực của Joan Frank sau khi anh bị Cristiano Ronaldo bật cao hơn đến cả nửa mét và ghi bàn mở tỷ số bằng một cú đánh đầu như thế này. Với Levante, La Liga mùa giải 2013-2014, Real đã đánh bại đối thủ Levante 3-0 trong cuộc đối đầu tại La Liga hồi tháng 3 năm 2014. Trong đó có bàn thắng rất đẹp mắt của Ronaldo khi anh bật cao ngoạn mục để đánh đầu tung lưới đối thủ sau đường phạt góc thuận lợi của Di Maria. Ở siêu phẩm này, chúng ta thấy được khả năng di chuyển, chọn vị trí và đặc biệt là sức bật phi thường của chân sút người Bồ. Với Middlesbrough, Premier League mùa giải 2003-2004, tháng 3 năm 2004, MU đã có trận thua muối mặt trước Middlesbrough và pha đánh đầu dũng mãnh vào phút chót của CR7 chính là bàn thắng duy nhất giúp gỡ gạc lại một chút danh dự cho đoàn quân của Sir Alex khi ấy. Mặc dù pha lập công không khiến MU bất hổ thẹn trước trận thua, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự xuất sắc của ngôi sao trẻ Cristiano Ronaldo trong tình huống ấy. Các bạn vừa chiêm ngưỡng lại những pha bật cao đánh đầu không tưởng của Ronaldo. Dường như thật khó tìm thấy một cầu thủ nào có hiệu suất ghi bàn ấn tượng tương đương Ronaldo mỗi khi anh bật lên, đúng không nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn dưới phần bình luận sau khi xem hết video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!